Chiều nay ngày 23 tháng 12, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Trần Phước Sơn chủ trì cuộc họp trực tuyến với các đơn vị về tình hình thực hiện đề án chuyển đổi số trên địa bàn thành phố đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 và phương hướng nhiệm vụ trong năm 2022. Đến nay, công tác chuyển đổi số tại Đà Nẵng đạt được nhiều kết quả nổi bật, xếp thứ nhất cả nước về chuyển đổi số cấp tỉnh thành và giữ vị trí dẫn đầu ở cả ba trụ cột: chính quyền số, kinh tế số và xã hội số. Tuy nhiên, việc thực hiện đề án vẫn còn gặp một số vướng mắc như một số cơ quan, đơn vị tại thành phố chưa quan tâm đẩy mạnh lĩnh vực này. Một số văn bản quy phạm pháp luật của các bộ ngành hiện nay chưa theo kịp xu thế cách mạng công nghiệp 4.0. Trung ương chưa có khung chính sách thử nghiệm có kiểm soát đối với các sản phẩm dịch vụ, mô hình mới. Chưa có cơ chế chính sách tài chính để khuyến khích người dân sử dụng dịch vụ công. Ngoài ra, việc hỗ trợ các doanh nghiệp địa phương thực hiện các sản phẩm về chuyển đổi số còn gặp nhiều hạn chế. Tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trần Phước Sơn cơ bản thống nhất với đề xuất của Sở Thông tin và Truyền thông về 24 chỉ tiêu quan trọng cần ưu tiên triển khai năm 2022, nhất là một số chỉ tiêu về dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, phủ sóng dịch vụ 5G, đồng thời đề nghị các đơn vị địa phương tiếp tục vào cuộc quyết liệt, sớm khắc phục các hạn chế, phối hợp chặt chẽ với Sở Thông tin và Truyền thông, tích cực hỗ trợ doanh nghiệp, triển khai hiệu quả đề án chuyển đổi số trên địa bàn.